World Cup 2022, Southgate đã mở ra kỷ nguyên mới cho đội tuyển Anh. Với huấn luyện viên Gareth Southgate, đội tuyển Anh đã chạm đến hai cột mốc thành tích đáng nhớ trong lịch sử của họ. Nhà cầm quân 52 tuổi đã mở ra kỷ nguyên mới cho Tam Sư. Với huấn luyện viên Gareth Southgate, đội tuyển Anh đã chạm đến hai cột mốc thành tích đáng nhớ trong lịch sử của họ. Nhà cầm quân 52 tuổi đã mở ra kỷ nguyên mới cho Tam Sư. Không mấy người tin tưởng vào Gareth Southgate khi ông được chọn dẫn dắt đội tuyển Anh năm 2016. Chính liên đoàn bóng đá FA lúc đầu cũng không hoàn toàn tin tưởng Southgate nên chỉ để ông làm huấn luyện viên tạm quyền sau khi Sam Allardyce từ chức. Lý do rất đơn giản. Cho tới trước khi trở thành huấn luyện viên đội tuyển Anh, Gareth Southgate không có nhiều kinh nghiệm hay thành tựu đáng chú ý trong sự nghiệp cầm quân. Trước lúc dẫn dắt Tam Sư, ông Gareth Southgate làm huấn luyện viên đội U21 của Anh trong 3 năm từ 2013 tới 2016. Trước nữa, Southgate dẫn dắt Boro. Trong lúc Southgate chỉ sở hữu hồ sơ sự nghiệp huấn luyện viên vô cùng khiêm tốn thì vào thời điểm 2016 đã có rất nhiều huấn luyện viên. Tên tuổi nổi lên như Jose Mourinho, Pep Guardiola, Jurgen Klopp, Arsene Wenger, Louis van Gaal, Antonio Conte, Ronald Koeman, Pochettino, và đã hy vọng mời được một trong số họ để dẫn dắt Tam Sư. Nhưng thực tế là không ai trong số trên mặn mà với ghế huấn luyện viên tuyển Anh, và không có nhiều lựa chọn cho vị trí này nên đã quyết định thử đặt cược vào Gareth Southgate. Rất nhanh chóng, ông Southgate cho tất cả những kẻ hoài nghi thấy họ đã nhầm, cũng như chứng tỏ cho pha thấy họ đã đúng khi chọn ông. Southgate sau đó giúp đội tuyển Anh chạm tới hai trong số những cột mốc thành tích đáng nhớ nhất trong lịch sử đội bóng là vào bán kết World Cup 2018 và vào chung kết Euro 2020. Lần đầu tiên kể từ sau Bobby Robson ở World Cup 1990 mới có một huấn luyện viên người Anh dẫn dắt Tam Sư vào tới bán kết World Cup, trong khi chưa từng có huấn luyện viên người Anh nào trước Gareth Southgate đưa được tuyển Anh vào chung kết Euro. Ở World Cup 2022, đội tuyển Anh của Southgate nằm ở bảng B cùng với Mỹ, Iran và xứ Wales. Ngay cả khi Tam Sư chơi không thành công và Southgate rơi ghế nóng sau World Cup này như một số người đồn đoán thì ông cũng đã biến được điều không thể thành có thể. Nếu có ra đi, Southgate cũng đã đưa tuyển Anh lên một vị trí tốt hơn nhiều so với thời điểm ông tiếp quản ghế nóng từ Sam Allardyce hồi 2016. Southgate đã biến Tam Sư thành một tập thể đoàn kết, một đội bóng quy tụ nhiều cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn kết hợp với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Sứ mệnh đã thành công và Southgate chính là kiến trúc sư của thành công ấy. Southgate có vẻ không muốn dừng lại sau những gì đã làm được, ông khẳng định đưa Tam Sư thành công hơn nữa. Ông cho biết, chúng tôi muốn đội tuyển Anh đủ sức cạnh tranh trong nhiều năm tới. Tôi tin hệ thống đào tạo trẻ có thể giúp chúng tôi đạt mục tiêu. Chúng tôi muốn làm được như người Đức. Hãy xem lịch sử của họ được ghi lại trên Wikipedia. Ở cấp độ thế giới, 4 lần vô địch World Cup, 4 lần Á quân, 4 lần giành vị trí thứ 3. Ở cấp độ châu lục, 3 lần vô địch châu Âu, 3 lần Á quân và 3 lần đứng thứ 3, chúng tôi chưa làm được như vậy. Tôi muốn chúng tôi phải làm được như vậy dù có mất tới 40 năm. Chúng tôi phải đặt ra mục tiêu làm được như vậy, phải không ngừng thách thức các danh hiệu. Hơn 4 năm sau khi vấp ngã ở bán kết World Cup 2018, giấc mơ chinh phục đỉnh cao của Southgate và Tam Sư lại được thắp lên ở Qatar. Đội tuyển Anh sẽ bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh cao World Cup của họ một lần nữa bằng những cuộc đối đầu với Iran, Mỹ và xứ Wales ở bảng B. Liệu Tam Sư có thể làm nên chuyện hay không? Hãy nghe huấn luyện viên đội tuyển Iran Carlos Queiroz nói về đội bóng của ông Gareth Southgate. Tuyển Anh nằm trong số những đội thực sự có khả năng tranh danh hiệu ở World Cup này. Họ có nhiều cầu thủ tài năng và Southgate hiểu rất rõ các cầu thủ của ông ấy. Theo tôi, đây là đội Anh giàu tính cạnh tranh nhất kể từ năm 1966. Tôi đã làm việc với Paul Scholes, với David Beckham nhưng đội Anh của Southgate hiện nay được vận hành tốt hơn, thực dụng hơn. Họ rất khác so với trước kia. Southgate đã thay đổi lối chơi của họ và làm cho họ trở nên nguy hiểm hơn.